mô tả với mọi người. Và tất cả các bạn đã quay trở lại với trốn tìm có hệ. Đã lâu lắm rồi mình không làm trốn tìm có hệ, và hôm nay tụi mình không chơi với bình thường, và chúng mình là chúng tôi sẽ biến thành San, sau đó sẽ lựa một cái hệ nào đó gần như là hợp với lại San đó và bắt đầu vào trò chơi. Ok, bắt đầu. Xin chào, tôi là San Ero. Hãy qua thầy gì? Dạ chọn, lên chọn rồi đâu, lên chọn rồi đâu. Ok, chọn hay gì? Anh chọn hay gì? Lửa. Rồi, ok. Hàng tiếp theo. Alo, tao là San Nightmare, tao là hệ chúa alo hệ bóng tối. Lơ, chọn hệ mày. Tiếp theo. Không, bùm. Cái cam đâu? À đây. Em San e chó. E chó. E chó hệ gì vậy? À, hệ chó lộn hệ chó. Hệ chó có hệ chó sói lên trên đầu em thôi. Okay. Lên trên, coi hệ thằng này lần nào đi. Em là Sang cướp biển, rồi em không biết là gì vậy. Xài nước kìa mày. Xài nước cướp biển nước chứ. Rồi, Jimmy mặt quạo đi. Ok, chào các bạn, mình là Jimmy mặt quạo, mình là Sanix anh em à. Sanix giờ chọn hệ gì? À, để coi, không chọn gì. Ok, còn mình là San Ero thì hôm nay mình sẽ chọn chắc là chưa biết luôn các bạn ơi. Lên. Chọn hệ yến. Chọn hệ gì ta? Hệ này chỉ hệ Doraemon không mấy trời. Hệ này là hệ băng, xuống dưới này còn nè. Ủa còn nữa hả? Còn anh ơi. Có hệ ma kìa, có hệ ma kìa, hay là bà lấy hệ ma không? Ờ, hệ ma đi, hệ ma. Ero, bây giờ chúng ta phải gọi tên bằng những cái tên của chúng ta phải không? Rồi, Ero rồi. Sao dưới đây có nhiều hệ vậy? Ero dưới nè. Đâu, Ero đâu? Đây hệ ma nè Ero. Ủa, không phải hệ dưới à, dưới hệ ma xấu. Dưới là hệ chó. À hệ chó. Ê, chắc là mình chưa chọn hệ gì hết các bạn ơi. Bây giờ mình để mình đi chọn hệ cái đã. Mẹ nó cái biển chó này. Cái đúc này sẽ giúp chúng ta tìm ra được San nào sẽ là San đóng vai ác ngày hôm nay. Hey, sure. Let's do. Chưa. Let's do it. Rồi. Mày hiểu là ai đây? Đứa nào? Hàng San nào đây? Thằng nào đây? Oh, San Jimmy. Sanix rồi. À, đúng rồi. Sửa thôi mấy cậu ơi. Nhớ là một chút nó sẽ cho chúng ta một cái xu hackon. Xu đó sẽ tìm một cái hàng mà cao bòi mà có cái vai màu đỏ để chúng ta đổi nha, nhớ cao bòi có vai màu đỏ nha anh em, và đừng quên có hộp nhạc. Nhớ có hộp nhạc. Có hộp nhạc nhớ quay nha mọi người. Có quay, đang quay bạn ơi. Ok. Và những người khác có nhiệm vụ là địa nha. Jimmy thấy Jimmy rồi. Ở đâu vậy? Jimmy rồi. Ơi, thấy Jimmy rồi. Jimmy đang tới nha. He coming. Hả? Cái này chơi đuổi bắt luôn rồi. Đúng rồi, cái này là đuổi bắt rồi. Ê, em tìm được câu rồi nè. Ủa, nó dùng kêu rồi trời. Leo. Lên đây xem nhạc. Cứ ổn định là được, cứ để cho nó đừng có tắt là được. Mọi người đừng lo, tôi quay nãy giờ không ai tìm được tôi đâu. Nó tới rồi ơi. À, không thấy đâu, đừng lo. Sao vậy? Anh nhớ, nhìn vô hộp nhạc anh nhớ. Ui! Chạy. Chơi một chút có một đợt là bút mà. Cứ tự bình tĩnh. Ôi trời ơi. Ôi. Ôi á đồ, ai mà đen dữ vậy ta? Ôi, chạy nhanh vậy. Hello Nightmare. Nói em biết được anh. Hello, chú cái đầu vô. Hello Nightmare. Ôi lý trí quá. Ngồi xuống luôn. Thấy kìa, mày đang khui lùi nó thấy kìa. Ôi, không chúa xuống không đâu. Bảo ơi, lên đây có hình nào nè Bảo. Hả? Ở đâu? Bả tới. Đây. Đâu? Ôi. Tại sao anh nhìn Kim Vinh giống Jimmy đấy? Con cái chiêu của cái con này nó hơi ngu. Đây thiệt luôn hả? Trời ơi mất dạy. Trời thế à, không được rồi. Tôi đang sống trong sợ hãi. Ai trong nhà này với ta? Ác đồ, nãy mới thấy mặt ta. Đây cần cho, đây cần cho nút nhảy đúng rồi Jim. Ủa, có mấy con ma sói kìa, dí kìa. Rồi. Ui giời. Sắp chết rồi. Rồi, Jimmy bị chó dữ rồi. Cái này cái này anh ghi là nó vẫn lên được em ạ. Không, dầm đi, dầm đặt ấy kia lên, ấy kia lại. Ấy kia kìa. Rồi, nhảy đi. Ai cứ ở lại vậy? Không tìm được đâu, em chắc chắn 100% nó không tìm được. Nãy không em mà cậu biết à. Thầy San đó, thầy San đi. Thầy San đi này. Không biết thầy San đây là phải chung nhau. Nó mới hợp kẹ. Ôi, một đứa San nữa đã đi. Lại anh vậy đó, em sẽ dựng nó. Rồi hợp nhạc sắp tắt rồi, hợp nhạc sắp tắt rồi, canh hợp nhạc thôi. Ui ui chạy xuống đầu kìa, chạy xuống đầu anh vậy đó, chạy xuống đầu, chạy xuống đầu. Yeah. Ok bây giờ chúng ta sẽ qua một trận mới mình đã chơi hệ kim cương. Go. Rồi. Jimmy chơi hệ gì vậy? Jimmy là hệ kim cương. Kim. Oh. Rồi. Jimmy, ok. Rồi go 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 go. Oh my god. Trời ơi, không đứt lệ rồi mọi người. Đứt đi này đi sai rồi, cho đi lại đi. Đâu có vụ đó đâu. Làm cái gì đó hả Sư Quỳnh? Ok, em có 6 trái bom TNT nè. Ôi, Jimmy giống tôi hả? Quỳ đúng không? Đúng quỳ đúng không? Ừ. Quỳ lại đi, nó tới kìa. Nó tới. Đó. À, đi ra con sai mất. À, đi ra con sai mất. Cái gì? Em nói cái gì em vô đánh anh hả? Tội trời em lỡ đặt hết 6 trái bom vô một chỗ rồi. Phải tại sao mày lại đặt ngay chỗ này? Hello chị quay hộp nhạc mà mày gì? Dạ mất tiêu. Hello there. Ôi. Hello. Trời mà trốn đâu trên nó vậy? Ở đâu còn đâu mới nói. Dùm ơi chạy đi Dùm ơi. Dùm ơi. Trời ơi. Ra sao này ra bên đây à? Đâu đi lên đó vậy? Xuống đây coi. Ôi nhưng mà không xuống thì cũng chết á. Mày chạy bên kia đi, bên đây nó đang canh bên tao. Ok, lên xuống. Tao mình lên đó được. Để tao canh giùm mày, tao canh giùm mày cho. Nè anh Huy ơi. À từ từ nó đi rồi. Chơi đi, xây đi. Hên quá chưa nó xuống. Xây đi. Sao không xây? Tao không xây đâu lêu. Hello. Quên đi chứ ba mà đó ta. Ủa mày tin tao hả? Tao đang dụ Vinh Kỳ mà. Alo. Cái gì vậy? Nó đang tới chỗ mày ơi. Để ta. Kết hợp phải không ơi. Nó còn dễ không? Wow. Này. Sao hợp nhạc chưa ổn định nữa lâu bay. Nó rồi. Không biết. Đó nè. No. My friend. Ghê á. Chó nó cười ghê. Ngồi xuống chuối cái đầu xuống là khỏi thấy luôn. Ở đâu vậy? Rồi. Đâu rồi? Đâu vậy ta? Thấy chưa? Còn 60 giây, còn 60 giây. Nó rồi, em xây hợp vàng ngay đường nha. Ok, xây. Nó rồi. Nó rồi. Ổng đâu ta? Im lặng luôn à. Theo ơi. Locobo. Chạy. Rồi. Không sao. Hết rồi. Không, nãy em bị cái là em tự nhiên em bấm xài hết nguyên đống lần luôn. Mày ôi xin mày không chơi hệ nước, mày chơi hệ tào lao không à. Hệ điện. Chọn hệ đây kìa anh em ơi. Ok. Và tôi vẫn khó chịu nhất là cái hệ ma sói. Đúng vậy. Hệ ma sói khó chịu nhất. Ai đây? Ai đây? Để sao anh yên tìm là thấy mợ tụi bay rồi. Chạy. Ôi trời ơi, có mặt chú Minh đây nè. Quý vị khán giả trốn kỹ chưa? Trời ơi, đương nhiên là kỹ lắm rồi. Ok, San in sức chiêu. Ok. Nấp. Đi lại vậy nè, anh em lặn đấy là cha hạt đấy. Trốn anh em. À, tôi đã thấy Quy ngu rồi, núp ở đâu vậy? Núp ở đâu thì còn lâu mới nói. I'm coming. A chó, a chó, e chó. Thấy có người sắp chết rồi kìa. Trời ơi, anh em ơi, alo, còn sống không? Ê chó à. Ô xin, ô xin chui đâu vậy ô xin? Ô xin, ui học, ui học, ui học. Nhìn kia chạy đâu mà em? Mọi người sao mọi người? La chạy đâu em? Chạy. Ui, nhạc yếu kìa. Ui. Đi quay. Đâu nè. Vậy á, hay á. Quay rồi, chạy Jimmy. No. Thả nó ra. Bảo ơi, cứu em bảo nó sao em bảo ơi. Rồi em đâu em nói gì vậy? Nó giật hết chiêu luôn, nó dính hết chiêu đó. Rồi. Ô phần thân. À đây Aero này đúng không? Cái này đúng không? Au shit. Ghê đấy. Ồ hay quá anh Bảo ơi. Ghê đấy. Được. Oh hello it. It ơi. Bye bye. Em coming home, I'm coming home. Hello. San Ero này. Đứng lại. Chạy được không? Chạy đâu? Ơi. Đâu? Giật. Giật. Rồi. Ok, còn hai đứa kia nữa, thằng San Emare và thằng San Ai chó. Cái gì? Hello. Cái gì đây? Ngồi gốc kỳ đà. Ơi. Xe đi quậy em. Hello. Sao biết anh bạn nghe, sao biết anh bạn nghe. Ôi. Cái gì là đà có. Không tập chỉ thằng cá thôi. Phần thân. I'm coming. I'm coming home. I'm coming home. Đỉnh chưa? Đó là chuyên nghiệp. Ok các bạn ơi, clip của San chơi trúng tiền có thể đến đây thôi. Nếu các bạn muốn mình làm tiếp về San chơi trúng tiền tổng hệ nữa thì các bạn hãy comment lại bên dưới nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn nhớ video clip tiếp. Goodbye.